Chào mừng các bạn, hôm nay là câu lạc bộ Người Cá tầng 30, có sự xuất hiện của bạn Người Cá mới. Bây giờ chúng ta hãy hỏi tên bạn ấy nha. Các bạn có muốn tôi hỏi tên bạn ấy không? Welcome to our mermaid class week 30. Let me introduce you to my new mermaid. What's your name? Nancy. Bạn ấy tên là Nancy các bạn ơi. Thật là một cái tên đẹp quá. Why you wanna be mermaid? Tại sao em muốn trở thành người cá? Nàng tiên cá. Tại em thích hả? Bạn ấy rất thích trở thành người cá. Còn lý do nào nữa khác không? À, hầu hết anh hỏi các bạn đều nói tại thích muốn trở thành người cá mà không có lý do gì đặc biệt. Tại em phải nói vui. Có lại nhiều bạn tham gia cho nên em thấy mới vui cho nên em kêu qua em. Cho tham gia xin lại cho tham gia. Cho em tham gia làm người cá hả? Ba em cứ mong muốn là làm tiên cá hay người cá hoài. Vậy luôn đó hả? Nhưng mà làm người cá là có một cái nhiệm vụ á. Mà em biết nhiệm vụ của người cá là làm cái việc gì không? Ở giữa thiên nhiên là độc lập. Giỏi quá. Đúng rồi, chính xác, trở thành một người cá khi chúng ta bơi giỏi nè, ta có sức khỏe tốt nè, rồi hả, chúng ta được nổi tiếng nè, mọi người biết đến nè, nên chúng ta phải luôn kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật để giúp cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn, đúng không? Em thấy không, hiện tại là ở bên Mỹ, em có coi nạn cháy rừng ở bên Mỹ không? Có biết dạo đây bên Mỹ cháy rừng mà rất là nghiêm trọng. Bây giờ lửa nó đã cháy hết cả một thành phố của Mỹ. Rồi người ta chết lên hàng ngàn người luôn rồi. Em thấy cái tác hại của con người đối với môi trường bây giờ thấy nghiêm trọng không? Đó, đó nên chúng ta phải kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật ha. Đó, rồi. Ồ, trên tay em đang cầm gì thế? Ồ, có mắt khiến người cá luôn. Mà bây giờ em trở thành người cá, em có thể giới thiệu cái đuôi cá của em cho các bạn coi được không? Em trở thành người cá gì vậy? Trời ơi, làm người cá sao hỏa luôn. Đâu đâu, cho các bạn coi người cá sao hỏa là như thế nào. Tôi nói cho các bạn biết nha, bữa nay là bạn Nancy sẽ biến hình thành người cá đến từ sao hỏa. Các bạn biết tại sao không? Để bạn ấy giới thiệu chiếc đuôi của bạn ấy cho các bạn xem, các bạn sẽ biết. Sao em siết cái vỏ chặt dữ vậy? Wow, các bạn biết tại sao bạn ấy nói là người cá sao hỏa không? Bởi vì bạn ấy sẽ mặc một chiếc đuôi tiên cá màu đỏ rực giống như là sao hỏa vậy đó các bạn. Giống như là lửa vậy đó. Trời, mới nhắc đến cháy rừng, trời, đồ lửa luôn ha. Nổi tiếng ha. Nhưng mà cái đuôi tiên cá này chưa có đặt tên. Nên em có muốn đặt tên cho cái đuôi tiên cá này không? Đặt theo tên em đi ha. Hợp lý không? Vậy là đuôi tiên cá Nancy nha các bạn. Đó, các bạn hãy nhớ đến Nancy. Và đây là chiếc đuôi tiên cá của bạn ấy. Hồi bạn ấy sẽ đến câu lạc bộ để gặp gỡ những người bạn mới. Rồi các bạn ấy sẽ bơi với nhau. Các bạn có cùng chung một sở thích là gì? Và bơi lội vui vẻ để gia tăng sức khỏe và trí tuệ, đúng không? Ok. Rồi bye bye Nancy, hẹn gặp lại. Chào mấy bạn đi Nancy. Oh, xin chào các bạn người cá nha. Sau một tuần học tập mệt mỏi, các bạn quay trở lại câu lạc bộ người cá, các bạn cảm giác như thế nào? Tất nhiên tôi biết câu trả lời đó luôn rồi. Tôi muốn câu trả lời khác. Như thế nào? Dạ em chào anh. Rồi ủa em người cá mới luôn hả? Bữa nay em cũng đến nữa hả? Ok. Rồi bây giờ ở đây là chúng ta là có sự xuất hiện của bạn người cá gì trước nè. Nói tên nè. Là người cá dân. Rồi người cá gì đây? Rồi người cá gì kia? Rồi tôi giới thiệu với ba bạn người cá xuất hiện ở đây, hai bạn người cá mới nha.
Bạn này là người cá Nancy nè. Rồi, bạn này là tôi biết rồi. Còn dạ. Em, người cá gì? Người cá Phây. Hả? Người cá Tiên. Người cá Tiên hả? Em tên Tiên hả? Dạ. Người cá Fairy hả? Không, người cá Phây. Fairy là Tiên á. Dạ. Đúng rồi. Đây, người cá Fairy luôn. Fairy là Tiên cá luôn đó các bạn ơi. Xin chào các em. Thì hôm nay là câu lạc bộ của mình tổ chức tuần 30 đúng không? Mấy em thấy vui không? Bởi vì lại có thêm sự xuất hiện của các bạn mới đến nè, đúng không nè? Thì bữa nay á, mấy em những bạn đã sinh hoạt ở câu lạc bộ mình lâu rồi thì các em có thể giúp Tiun hỗ trợ cho những bạn mới đến bằng bài tập khởi động căn bản trước khi xuống nước của người cá không? Ở đây bạn nào xung phong hướng dẫn cho những bạn mới bài tập căn bản khởi động trước khi xuống nước. Lớp the tree. Ai? Thôi, không ai, tôi chỉ đại nha. Bạn em là gì? Bạn Dung và bạn. Này bạn tên gì? Bạn Dung và bạn Nixin sẽ hướng dẫn các bạn người cá mới đến tập nha. Nixin hướng dẫn cho bạn Nancy, còn Dung hướng dẫn cho bạn Fairy nha. Rồi, còn hai bạn nam chắc là biết rồi đúng không? Rồi, anh mời mấy em stand up please. Đứng lên nào. Rồi bắt đầu. Giơ tay lên trời. Hạ miệng ra, hít hơi vào. Ngậm miệng lại. Hạ gối xuống. Nâng mông lên. Duỗi thẳng người ra phía trước. Thẳng người trở lại vị trí ban đầu. Thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi tiếp tục làm lại. Ngẩng mặt lên, hả miệng hít hơi vào, ngậm miệng lại, nâng eo lên, chườn người lên phía trước, đó, rồi thở ra bằng mũi, nhớ chưa? Rồi tập đi mấy em, khởi động đi, làm cho cái vùng eo của em khởi động đi, để cho cái eo của em nó dẻo và nó săn chắc giống như eo của cá heo vậy. Standing in the street alone, alone, alone. Her head was down, face locked onto the phone, phone. And I wished I had a number so I could be color unknown, unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Xong chưa? Yeah. Rồi. Tập xong rồi đúng không? Sit down please. Yeah. Ngồi nghỉ. Bây giờ chuẩn bị bài tập tiếp theo. Đối với những bạn mà biết bơi rồi thì xuống bơi một nhịp đi. Còn những bạn mà chưa biết bơi thì ở lại. Xoay người ra, mặt nhìn về hướng nước. Coi chừng cái cạnh này, cái này nó rất bén nha. Mấy em đừng có va cái chân mình vô, cái này nó bén lắm á. Rồi. Ê, không có nhảy. Rồi, xin chào mấy bạn người cá này. Mấy em đi tập luyện bơi 10 vòng đi nha. Bơi ra kìa.
bơi từ đây qua lại, qua lại 10 vòng được em mà. Hai vòng ừ, dễ mà. Bơi qua bơi lại mới là một vòng. Đúng rồi, bơi qua bơi lại một vòng. Ba bạn sẽ bơi đều với nhau và chậm nha. Còn những bạn này chưa có biết bơi nên ở đây tôi tập luyện cho xong. Ok, trước mắt các bạn là hai người cá chưa biết bơi luôn, nên bây giờ mấy bạn ấy đang tập làm quen cảm nhận nước, cảm nhận độ nổi của mình trong nước. Thì tôi thấy các bạn có khả năng nhận thức tốt, am hiểu rất lẹ. Và bây giờ nổi đuôi lên ngang mặt nước, hít hơi vào nổi đuôi lên ngang mặt nước. Rồi đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hít hơi vào. Làm được cái này đi rồi tôi hướng dẫn tiếp. Nín thở là nổi đuôi lên ngang mặt nước, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Mắt em nhìn về phía trước, nhìn theo cái bàn tay của em nè. Thẳng cái tay ra, mắt nhìn theo cái bàn tay của em phía trước nè. Hít hơi vào, nổi đuôi lên cái đã. Ừ, cái bạn bên kia nổi tốt rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp vô bài tập tiếp theo để mấy em chưa biết bơi mà chỉ cần tôi chạm là biết bơi liền ha. Rồi, bạn người cá Nancy đã ra đi, tuần sau gặp lại. Chỉ còn lại bạn người cá Ferry, bạn ấy có thể tập tiếp. Bởi vì nước hồ bơi hôm nay như thế nào vậy Nixin? Lạnh lắm. Vì người cá lạnh. Anh giả bộ anh hỏi vậy thôi đó, không ngờ em làm người cá mà em bị lạnh. Em nói là không, em nói vậy thôi chứ không có lạnh. Do bạn tập luyện, bạn mới bị lạnh. Còn em nãy giờ em bơi là đâu có lạnh. Nãy giờ là em chơi với nước đúng không? Đâu có lạnh đâu, em đâu có lạnh. Em cãi lời tiên cá đúng không? Em nói bạn nó lạnh thôi chứ em đâu có lạnh. Em đi rủ bạn người cá Mimi tập luyện với em liền. Tập rồi. Bơi qua bơi lại để không bị lạnh. Bơi 10 vòng rồi. Dìm ở đây 10 vòng. Nãy giờ bơi mà. Em biết em làm như kình ngư vậy hả? Người cá người ta bơi từ từ để người ta nín thở lâu. Em làm gì bơi lẹ vậy? Em đua nước rút hả? Rồi được rồi thôi. Em đi qua tập lặn nín thở sâu với bạn Mimi tiếp nha. Rồi anh hướng dẫn bạn này tiếp. Rồi em làm cho anh coi. Hạ miệng ra hít hơi vào. Xuống. Rồi lắc đuôi đến 1, 2, 3. Kéo tay qua. Ngẩng mặt hạ miệng hít hơi vào. Mặt xuống. Sửa cái tay một chút xíu nữa thôi là em sẽ biết bơi liền luôn hôm nay. Rất là nhanh. Rồi. Sự kiện câu lạc bộ người cá hôm nay sẽ có sự xuất hiện của bạn người cá Luna và mấy bạn người cá khác nữa. Nên em đợi một chút thôi nha baby. Bye bye Nancy nha. Rồi em làm từ đây vô vách tường nha. Hít hơi vào nổi người lên ngang mặt nước, lắc đuôi đến 1, 2, 3, thở ra kéo tay ngưỡng mặt hạ miệng hít hơi vào. Ok, bạn làm hơi bị nhanh đấy nhưng mà rất là đẹp đấy. Cái eo của bạn nâng lên rất là tốt, giữ thẳng đầu gối như vậy rất là đẹp. Rồi bây giờ các bạn người cá ơi, mưa đã đến chúc mừng chúng ta rồi, bởi vì có thêm người cá mới sinh ra đời đó, vui quá đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ bơi cùng người cá Ferry nha. Bạn ấy có thể bơi rồi đó mấy em à. Chúng mình bơi một nhịp nha. Nancy, bơi chung với mấy bạn nha. Em làm chậm thôi nha, đừng nhanh quá nha. Thấy không? Chậm là biết bơi là vậy đó. Càng nhiều người cá sinh ra đời sẽ càng cho giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Luna! Người cá Luna! Ê! Mấy bạn người cá kêu quanh lại, bạn người cá Luna đã đến rồi. Chúng ta hãy quành lại để chúc mừng bạn người cá Luna. Đâu, người cá Luna đâu? Xin chào người cá Luna. Luna. Chào người cá Luna, lâu quá không gặp. Thôi qua chơi với bạn người cá Luna xíu đi mấy em. Tao quay phim sự kiện người cá mà tối ngày kêu tắt máy quay hoài. Rồi. Hôm nay trong phần thi sự kiện chỉ có một món quà tặng thôi dành cho bạn nào lặn nhanh nhất. Các bạn ơi, không biết món quà gì cho nên là cái nói. Thì các bạn phải lặn 10 vòng. Đi rồi hoành về là một vòng. Ai về đây trước thì người đó chiến thắng. Đối với những bạn mà mới đến như là bạn người cá người cá gì nữa ta? Người cá Ferry, đâu rồi? Đây, người cá Ferry, trời ơi, gần như trước mắt xa tận chân trời, ngồi ngay trước mặt. Sao em không lên tiếng? Rồi, người cá Ferry, người cá Minh, người cá Dung
và người cá ba sa, mấy em có quyền bơi một nhịp nha. Còn riêng những bạn còn lại là phải lặn 3 nhịp hoặc 5 nhịp hoặc là 10 nhịp gì đó không biết, miễn sao các bạn nói chung mấy em muốn lặn mấy nhịp cũng được, miễn mấy em là người cá lặn nhanh nhất. Đúng rồi, tuần này cần mấy em lặn nhanh nhất. Của tụi em là 4 người. Ok, nhóm của tụi em là 4 người. Thêm người cá ba sa nữa là 4 người. Chính xác. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Những bạn mà lặn á, mà nổi đuôi lên, chạm mặt nước là bị tôi phát hiện là tôi sẽ trừ điểm. Thì lúc mà hít hơi á, thì có quyền nổi người lên. Còn khi đang lặn là cái đuôi không có nổi lên nha. Cái đuôi đang lắc là không được nổi lên ngang mặt nước ha. Mấy em nghe rõ không? Tôi nói nhỏ lắm rồi đó, muốn banh chợ luôn rồi đó mấy em. Mấy em mà nghe không rõ nữa là tôi bái mấy em sư phụ hết luôn. Rồi bắt đầu. 1 2 3. Bắt đầu. Nhanh đi. Ai về đích trước nào? Cái đuôi ai mà bị tôi phát hiện nổi trên mặt nước là sẽ cho thi lại liền. Cái vòng đó sẽ không tính. Em bơi đi em ơi. Bơi một nhịp á, nổi trên mặt nước, mấy em mới đến thì được. Ồ, cái bạn người cá ferry, bạn người cá tiên này hay quá. Mới vô bạn ấy làm được luôn rồi. Thi luôn, mạnh quá ha. Làm được một vòng rồi đó, em nhanh nhất luôn á, mấy bạn kia giờ mới về nè. Em mệt quá, à. Sao em để bị mệt? Làm lại, đều, hơi thở, chú ý vào nó. Làm tiếp đi, tự nhiên về đây là thắng rồi mà. Lại dừng lại hả? Thôi em thở nước đi rồi em thi nữa, mấy bạn cũng mới về về nè. Đó thấy chưa, mình làm người cá mà, mình phải chú ý vô hơi thở. Em không có tập trung nữa. Em có tập trung với mọi người. Em cứ tập trung với mấy bạn hả? Em phải tập trung vô hơi thở của mình nha. Đeo mắt kính vô rồi làm tiếp. Chậm chạp thôi, đừng có để ý mấy bạn. Để ý mấy bạn là mình bị quán, mình bị mất nhịp. Còn đây tôi chăm ngồi chấm điểm mà. Tiếp luôn. Thở nước đi. Ừ thì thua không sao, không có quà thôi hả? Đúng rồi. Nhưng mà em không có. Em không có nên thở lâu được đâu. Đúng rồi, thì Tiêu mới nói là em bơi một nhịp. Nhưng mà mình bơi mấy nhịp cho Tiêu ơi? Một nhịp. Hồi nãy anh nói rồi, mấy em chỉ cần bơi một nhịp thôi. Tiếp đi. Bơi một nhịp mà. Bơi một nhịp nha, ba xa nha. Mấy bạn người cá mà lặn mà thấy nước vô lỗ tai á thì nhớ đổ nước vô thêm cái lỗ tai đó rồi nghiêng để chút nước ra nha. Lỗ tai mà bùng bùng nước mà giữ về nhà luôn là mai mốt bị viêm tai giữa, đừng đổ thừa tiôn nha. Hay là nước trong lỗ mũi mà không chịu hả, thở nước cho tốt để nước ra khỏi, để mà nước dính trong lỗ mũi lâu quá là mốt thành viêm sang, cũng đừng có đổ thừa tiôn nha. Lần cuối nha, ok nha. À, vậy là sự kiện người cá kết thúc nha. Chương trình là bạn nào trúng thưởng vậy? Nixin hả? Rồi Tion sẽ tặng cho Nixin một miếng bánh pizza nha. Phần thưởng ngày hôm nay chịu không? Không chịu hả? Dạ được rồi, để Tion tặng món quà khác nha. Rồi mấy em chuẩn bị chúng ta chơi trò chơi water polo dưới nước nha. Chia ra làm hai đội nha. Rồi vậy anh lấy quà trao cho em rồi về ha. Còn những bạn nào ở lại đây thì chúng ta ăn lấy sức rồi chuẩn bị chơi tiếp. Ôi cá ba sa vàng vậy, đeo mắt kính ngầu quá các bạn. Hot nha, giống siêu nhân quá ha. Rồi bây giờ người cá Noel trao quà nha. Ủa vậy hả mà? Rồi trao quà. Quà. Rồi. Vậy màu trắng cho sang nha. Màu hồng cho
hồn nhiên. Rồi hai chiếc dép kỳ lân rồi, quà của ngày hôm nay nữa. Gì quà của ngày hôm nay đâu mày? Mẹ để đâu á? Trong giỏ hay là ngoài xe? Bây giờ nó nằm tùm lum hết. Rồi. Wow! Bóp viết tiền cá luôn. Có ba cái. Tay nói tay chuyện kìa. Tay còn chưa thi mà. Của em nè, không đúng, trao rồi, bạn này trúng rồi, bạn này về nhất nên bạn này trúng. Rồi giờ cái gì ra đây, gì ra đi, còn hai cái thi lại tiếp. Rồi cái đây cái thi lại đi, cái đây mẹ cầm cho đi hạng nhì hả? Vậy nếu không bằng với các bạn đi, vậy hạng nhì vậy cho bạn này đi, vậy bạn Khánh còn một cái thôi à. Còn cái hạng ba là cho thi lại lần nữa, cái hạng ba là sẽ thi cho khác đặc biệt hơn. Chia ra hai đội. Bóp viết tiên cá. Rồi cho tôi hỏi một chị này nữa, ở đây có bạn nào ở nhà ăn chay không? Rồi tôi khuyên các bạn ở nhà nên ăn chay một tuần 4 bữa hoặc 3 bữa thôi nha. Tại có nhiều bạn fan cuồng của Tion á, ăn chay suốt nguyên tuần, ba má gọi phản ảnh tôi quá, tôi chịu hết nổi. Nên mấy em á, tôi khuyên mấy em là tập ăn chay, là ăn chay nhiều hơn ăn thịt động vật sẽ tốt, có lợi cho các em. Chứ các em còn nhỏ, còn đang sức lớn, đừng có bắt chước Tion ăn chay. Ừ. Với mình ăn thì mình nên khởi niệm tốt, lành nha. Mình đừng có nghĩ xấu là được rồi ha. Vậy nha. Tập ăn chay nhiều hơn ăn thịt, cái đó cũng tốt cho làn da của mấy em, sau này tuổi dậy thì mấy em phát triển á. Mà mấy em mà không có ăn chay được, ăn rau được á, người mấy em nóng lắm, dễ nổi mụn lắm, mặt rổ rổ xấu rái luôn, xấu trai luôn á, xấu trai xấu gái luôn. Đúng rồi đó. Phần thi tiếp theo xin công bố với các bạn sẽ có liên quan đến môn bóng ném nước water polo. Trên tay của Tiêu đang có một trái bóng, vô vị trí xuất phát là ở bên này, tập trung ở bên đó, rồi đi qua bên đó hết. Các bạn sẽ cùng bơi chung với nhau hai vòng. Bạn nào về trước thì thi trước. Tion sẽ làm thủ môn, Tion sẽ ở đó đó. Các bạn tập trung ở vị trí này nha. Bạn nào về trước thì ra thi trước. Xin thông báo cuộc thi chính thức bắt đầu. Bạn nào đi trước, về trước được truyền banh trước. Bây giờ tôi sẽ đến vị trí này để đợi mấy bạn tới. Cái này là nhằm mong muốn các bạn nhanh nhẹn ở dưới nước. Khi các bạn đứng nước mà truyền banh cho Tion được là giữ thăng bằng tốt. Sẽ tăng thêm kỹ thuật cho các bạn về bơi lội và thể lực trong môn bóng ném nước. Rồi thêm một vòng nữa đó mấy em ơi. Rồi quanh lại thêm một vòng nữa, nhanh lên. Rồi ai mà về đầu tiên á là bắt đầu vô thi á. Bây giờ bạn nào muốn thi trước? Rồi bạn tay thi trước đi. Đó, đi qua đây cách xa chưa? 6 mét rồi. Giải thích rõ thêm cho các bạn hiểu luật chơi này có hai trường hợp. Một là khi tôi ném banh cho bạn tay trong phạm vi một giăng tay của bạn ấy, nếu chụp được thì bạn tay có điểm, còn không chụp được thì tôi có điểm. Hai là khi tôi ném banh ra khỏi phạm vi một giăng tay của bạn ấy thì tôi bị mất điểm, còn bạn ấy thì có điểm. Trò chơi này nhằm nâng cao kỹ thuật truyền banh cho đồng đội trong môn bóng ném nước water polo, nên rớt banh sẽ không có điểm, chụp được banh mới có điểm, và truyền banh bị lố phạm vi cho phép sẽ bị trừ điểm. Các bạn hiểu rõ chưa? Một khi thành thạo việc truyền banh cho nhau thì các bạn người cá sẽ bắt đầu chơi water polo chuyên nghiệp với Tion được rồi đấy. In a while.
Đang xem nãy giờ Tion đấu với các đệ tử người cá của mình hấp dẫn không? Giống như chơi tennis vậy đó, ai thua là bị loại, dù chụp được nhưng để rớt chạm mặt nước là vẫn bị mất điểm. Bắt buộc các bạn phải đứng nước tốt, giữ cân bằng trên mặt nước, ổn định được hơi thở thì mới ném banh trúng mục tiêu. Đây không phải là trò chơi may rủi, mà bạn phải có sức mạnh, dẻo dai kết hợp với ổn định được nhịp thở thì mới tạo ra được sự chính xác để thành công. Giờ là bạn người cá Luna và Mimi đã thắng Tion nên hai bạn ấy sẽ thi đấu với nhau để tranh quà bóp viết tiên cá biết tất cả. Vậy đố các bạn biết người cá Mimi và Luna ai đã chiến thắng trong phần thi này nhé. Hãy nhanh tay comment cho Tion biết một bóp viết tiên cá nữa sẽ tặng cho bạn nào. Trả lời nhanh nhất và đúng nhất số dự đoán có bao nhiêu người đoán trúng giống như bạn.